Xác định việc dạy học là một nghề cao cả của sự nghiệp trồng người, qua đó chắp cánh ước mơ cho các thế hệ học sinh, nên ngay từ khi nhận công việc giảng dạy ở trường Trung học cơ sở Phú Cường, thành phố Thủ Dầu Một, cô giáo Tôn Thị Quỳnh Hoa đã đề cao việc học hỏi kinh nghiệm từ lớp người đi trước, trau dồi kỹ năng cho bản thân và gắn việc giảng dạy với việc học và làm theo Bác, với tính giản dị, yêu nghề để góp phần nâng cao chất lượng giáo dục. Là giáo viên giảng dạy môn ngữ văn, cô Tôn Thị Quỳnh Hoa không ngừng phấn đấu trong giảng dạy, năng nổ tham gia các phong trào thi đua do nhà trường và ngành tổ chức, sống giản dị, tận tâm với nghề. Đặc biệt, cô Hoa luôn sáng tạo đổi mới phương pháp giảng dạy phù hợp với thực tiễn, không chỉ tạo sự hấp dẫn hứng thú cho học trò mà còn góp phần đáng kể vào sự nghiệp đổi mới giáo dục cho tỉnh nhà. Bản thân em là giáo viên thì em đã cố gắng học tập, nỗ lực sáng tạo để làm nên những cái giáo án điện tử e-learning để đáp ứng cái nhu cầu học tập mọi lúc mọi nơi cho các em học sinh, và có những cái trang web YouTube để đăng tải những cái bài này, giao bài tập cho các em ở nhà rồi gửi cái đường link để các em tự chủ động tìm hiểu. Sau đó cô giáo sẽ lên và kiểm tra lại bằng các cái câu hỏi thì học sinh sẽ chủ động hơn để tiếp cận kiến thức. Trong hơn 10 năm gắn bó với nghề, cô giáo Hoa luôn tận tình hướng dẫn cho học sinh nắm bắt nhiều kiến thức mới. Để học sinh biết liên hệ với thực tế, sống tiết kiệm, có ý thức bảo vệ môi trường sống xung quanh, biết quý trọng thời gian. Đặc biệt, cô đã lồng ghép nhiều bài giảng văn học vào việc rèn luyện đạo đức, kỹ năng sống để giúp các em học sinh hình thành được nhân cách tốt, biết yêu thương những người có hoàn cảnh khó khăn. Qua mỗi năm học, số lượng học sinh khá giỏi do cô Hoa giảng dạy đều tăng, góp phần đưa tổng số học sinh khá giỏi của nhà trường đạt trên 80%. Cô Hoa được học trò, phụ huynh, đồng nghiệp tin yêu, quý trọng. Trong thời gian vừa qua thì nhà trường đã đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng Hồ Chí Minh, thực hiện chỉ thị 05. Thì ở trường đã phát động rất nhiều phong trào làm theo Bác, thì có rất nhiều tấm gương tiêu biểu, thì trong đó có cô Tôn Thị Quỳnh Hoa. Cô là một cái giáo viên trẻ, nhiệt tình, năng nổ, tham gia rất nhiều các phong trào, đặc biệt là trong cái giáo dục thì cô đạt được cái thành tích là trong cái đổi mới sáng tạo được Sở Giáo dục tặng giấy khen. Thì ngoài ra thì cô còn năng nổ trong các phong trào văn nghệ, thể dục, thể thao, và cô là một cái người gương mẫu trong cái thực hiện người công dân năm gương mẫu. Mỗi chúng ta có thể học ở Bác nhiều điều. Với cô giáo Hoa, học Bác tính giản dị, yêu nghề là quý giá nhất. Điều này đã giúp công tác giảng dạy của cô ngày càng tốt hơn. Cô được nhà trường và ngành giáo dục khen thưởng nhiều lần về thành tích dạy học. Qua đó tạo động lực để cô Hoa tiếp tục giữ vững danh hiệu người lái đò giản dị, tận tâm với nghề, cống hiến sức trẻ cho sự nghiệp trồng người của địa phương, đất nước.